Firmino đã không thể kìm những giọt nước mắt trong lần cuối cùng khoác áo Liverpool trên sân nhà Anfield. Phút 72 trong trận đấu giữa Liverpool và Aston Villa tại vòng 37 ngoại hạng Anh, Firmino được tung vào sân thay cho Luis Díaz. Đây là lần cuối cùng tiền đạo người Brazil ra sân tại Anfield trong màu áo đỏ. Firmino hoạt động năng nổ trong vòng cấm đối phương. Tới phút 89, Firmino ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây là trận đấu cuối cùng khoác áo Liverpool tại Anfield của tiền đạo 31 tuổi. Firmino không kìm được nước mắt sau 8 năm khoác áo Thecop, cựu cầu thủ Hoffenheim đã ra sân 361 trận, đóng góp 110 bàn thắng cùng 79 đường kiến tạo. Firmino đã giành trọn bộ danh hiệu trong thời gian khoác áo Liverpool, bao gồm cả chức vô địch Champions League và ngoại hạng Anh. Firmino đi vòng quanh các khán đài sân Anfield tạm biệt các cổ động viên Liverpool dù không thể giành chiến thắng trước Aston Villa. Nhưng việc ghi bàn cứu Liverpool thoát thua vẫn là kỷ niệm đẹp với Firmino trong ngày chia tay sân Anfield. Firmino là trụ cột giúp Liverpool chinh phục một loạt danh hiệu dưới thời Klopp, nhưng không còn giữ được phong độ đỉnh cao trong thời gian qua. Ngoài Firmino, Liverpool cũng tổ chức lễ tri ân Keita, Milner và Chamberlain, những người sẽ hết hợp đồng sau mùa giải này. Toàn đội Liverpool và các khán giả trên sân Anfield tri ân Firmino. Giống Firmino, Milner cũng gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2015 và rời đi vào cùng thời điểm Keita không có nhiều đóng góp cho Liverpool sau năm mùa giải khoác áo. Sự nghiệp của Chamberlain tại sân Anfield không thực sự trọn vẹn do gặp quá nhiều chấn thương.